Bóng đá ngày nay nói về hai Ronaldo. Ronaldo bản đầu tiên là người ngoài hành tinh đã giải nghệ từ lâu. Ronaldo phiên bản Bồ Đào Nha đẳng cấp thì khỏi bàn. Song ít ai biết, ở giữa hai Ronaldo ấy còn có một Ronaldo khác. Anh là Ronaldo de Assis Moreira, sinh ngày 21 tháng 3 năm 1980 tại quận nghèo nhất của Porto Alegre, một thành phố ở phía nam Brazil. Anh có biệt danh là Ronaldinho, nghĩa là tiểu Ronaldo, nhằm phân biệt với rô béo. Ronaldinho cũng giống như phần lớn các thế hệ cầu thủ Brazil trước đây, sinh ra trong nghèo khó. Nhưng rồi tình yêu bóng đá cùng phẩm chất thiên tài đã đưa Ronaldinho trở thành một trong những tượng đài bất tử. Tại Brazil, Ronaldinho nổi tiếng từ rất sớm. Người ta biết đến cậu nhóc 13 tuổi khá dị hợm với mái tóc xoăn tít cùng hàm răng vô tổ chức. Ronaldinho gắn bó với câu lạc bộ Grêmio suốt thời niên thiếu. Sau 4 năm chơi bóng tuyệt đỉnh cho đội 1 Grêmio, Dinho khăn gói sang bên kia bờ đại dương, khoác áo câu lạc bộ thành Paris qua lại và bắt đầu viết nên câu chuyện huyền thoại cho riêng mình. Thi đấu cho Paris Saint-Germain từ mùa giải 2001 đến 2003, ra sân 75 lần, ghi 25 bàn thắng và 8 kiến tạo. Tuy nhiên, đỉnh cao của anh chỉ mới bắt đầu. Năm 2003, Ronaldinho giờ đây đã là một cầu thủ nổi tiếng và được rất nhiều các câu lạc bộ lớn theo dõi. Hồi ấy anh quyết tâm đến Manchester United, nhưng đôi bổ băn khoăn về thời tiết tại Anh, mưa gió, ẩm ướt và buồn chán. Và khi chủ tịch Rossell gọi điện mời anh về Barcelona, Ronaldinho lại thấy thèm ánh nắng rực rỡ ở xứ Catalunya. Và rồi chuyện đâu lại chào đấy, Ronaldinho viết nên một trang vàng cho riêng mình tại Barcelona. Manchester United thì cũng không quá đau buồn. Hè 2003 họ đón Cristiano Ronaldo đến Manchester để làm nên lịch sử. Sau khi đến Barcelona, những bước chạy đầy mê hoặc của Ronaldinho đã tạo ra một hiệu ứng ở khắp châu Âu thời điểm đó. Từ La Liga đến Champions League, tất cả đều háo hức được thưởng thức Ronaldinho chơi bóng. Truyền thông lục địa già còn mạnh dạn tuyên bố, rô bẩu là cầu thủ không thể bị ghét nếu xem anh ta trình diễn trên sân cỏ. Ronaldinho làm hài lòng khán giả khó tính nhất thế giới với cú xoay hồng sụp bóng tại Stamford Bridge, khiến người hâm mộ The Blue chết lặng. Hay cái cách mà Ronaldinho làm cho các Madridista nể phục khi ghi cú đúp trong trận siêu kinh điển trước Real Madrid năm 2005. Sergio Ramos khi ấy là chàng trai mới 19 tuổi lần đầu đá siêu kinh điển đã bị Ronaldinho hành cho tối tăm mặt mũi. Sau này Ramos nhớ lại, đó là ký ức đau đớn nhất trong sự nghiệp của tôi tại Madrid. Trong 3 năm đỉnh cao từ 2003 đến 2006, phù thủy rô bẩu đã chơi thứ bóng đá không thể ngăn cản. Anh ghi những bàn thắng mà không ai ghi nổi, chuyền những đường truyền không ai nghĩ ra, dốc bóng vào những nơi đông người nhất, chơi một thứ bóng đá đông đầy cảm xúc và ngẫu hứng. Nếu Moza có thể khiến mọi người say đắm vào các bản nhạc kinh điển trên những phím đàn piano, thì Ronaldinho làm tất cả phải chìm sâu và ngã mũ thán phục trước những động tác bóng thượng thừa, đầy nghệ thuật từ mình. Ronaldinho là định nghĩa chân thật nhất cho thứ bóng đá mỹ cảm Jogo Bonito mà người Brazil theo đuổi, chơi bóng chứ không phải đá bóng. Ở Tây Ban Nha, nơi Ronaldinho trải qua những năm tháng rực rỡ nhất sự nghiệp, người ta gọi anh là El Ultimo Mago, có nghĩa là vị pháp sư cuối cùng. Trước khi Ronaldinho đến Camp Nou, Barca là một đội bóng thất bại. Họ lép vế hoàn toàn trước kình địch Real Madrid, bị Valencia ác dĩa. Kể từ khi sở hữu Ronaldinho, lịch sử Barca rẽ sang một hướng khác. Không chỉ thống trị La Liga, Barca với Ronaldo là linh hồn của lối chơi, còn giành Champions League, danh hiệu mà trước đó họ chỉ đúng một lần chạm vào với Dream Team của Johan Cruyff 1992. Ronaldo đã thay đổi lịch sử Barca với 5 danh hiệu trong 5 năm anh chơi bóng ở Camp Nou. Đồng thời anh để lại cho Barca cũng như bóng đá thế giới một di sản mang tầm thế kỷ, đó là Lionel Messi. Đồng ý Messi là một tài năng thiên bẩm, nhưng anh sẽ không thể có được vinh quang như hôm nay nếu thiếu Ronaldinho. Chính Ronaldo đã chỉ bảo cho Messi những bước đi đầu tiên khi anh được huấn luyện viên Rai Cát đưa từ học viện La Masia lên đội 1 Barca. Ronaldinho là vị chúa trong thế giới bóng đá, đồng đội cũ Samuel Eto'o đã chia sẻ. Nhờ được thi đấu bên cạnh rô vẩu mà Eto'o gia nhập đội ngũ những tiền đạo đẳng cấp nhất thế giới. Messi thì cho hay, anh ấy tạo ra những thứ ma thuật trên sân cỏ. Nhưng Ronaldo còn có nụ cười rất đặc biệt, thứ mà những người bên cạnh anh đều có thể cảm nhận thấy. Anh ấy luôn giữ nụ cười trong lúc khó khăn nhất. Nhìn anh ấy như vậy, chúng tôi cảm thấy tự tin hơn để giành chiến thắng. Song ở giai đoạn cuối của anh tại Barca, huấn luyện viên Guardiola không chịu nổi thói vô tổ chức của Ronaldinho. Anh thường xuyên bỏ tập, đến muộn hoặc xuất hiện đúng giờ, nhưng nồng nặc hơi men.
nên đã quyết định làm nên lịch sử. Ta đẩy anh đi và biến Messi trở thành trung tâm trong Tiki-Taka sau này lừng danh thiên hạ. Cuộc sống giống như đồ thị hình sin và bóng đá cũng như thế. Có đỉnh cao thì cũng sẽ có vực sâu. Kết thúc 5 năm hợp đồng, Milan giơ tay chào đón